hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt quần suông mẫu như trên theo yêu cầu của các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt dễ nhất để cho các bạn mới học may hoặc chưa học may xem là tự cắt được. Công thức mình hướng dẫn là công thức chung cho tất cả các số đo. Các bạn nhỏ, các bạn mập thì các bạn cứ áp dụng theo công thức cắt được. Các bạn có yêu cầu, ý kiến hay thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên tặng mình một like, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Vải để cắt mẫu như trên thì các bạn cần chuẩn bị vải bằng dài quần của các bạn cộng với 10 phân may, khổ vải phải rộng từ 150 trở lên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành mẫu như trên. Trên màn hình là mẫu số đo của chúng ta cắt hôm nay, các bạn xem để dễ hình dung. Đầu tiên thì chúng ta cắt hai thân trước quần, các bạn gấp hai lần vải như này. Các bạn trải vải bằng phẳng kẻ đường thẳng để lấy tâm điểm. Các bạn kẻ chiều dài mẫu này thì chúng ta sẽ cộng phân may vào ngay để cắt theo đường phấn. Mẫu là cạp dài 4 phân thì sẽ bằng dài quần cộng với 4 phân may là gấp gấu may 3 phân, may đường trên cạp 1 phân và trừ đi 4 phân cạp. Dài mẫu là 90 cộng 4 phân may trừ 4 phân cạp thì chúng ta vẫn kẻ chiều dài 90. Đường kẻ phấn các bạn lên 3 phân, phần này để gấp may gấu. Các bạn kẻ hạ đáy quần tính từ đường kẻ phấn xuống thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4 cộng 1. Mông mẫu là 8, 8 chia 4 cộng 1 thì chúng ta kẻ hạ đáy quần 2, 3. Mẫu quần là kiểu cạp vừa, không thấp không cao các bạn ạ. Các bạn kẻ ngang mông thì sẽ bằng công thức vòng mông chia 4 cộng 6 phân cử động cộng tiếp với 1 phân may. Mông mẫu là 8, 8 chia 4 cộng 6 phân cử động cộng 1 phân may thì chúng ta kẻ ngang mông 29. Điểm 29 các bạn chia ra làm 2 đánh dấu vào giữa. Các bạn gióng từ điểm giữa lên phần cạp đánh dấu lại. Các bạn gióng xuống phần ống đánh dấu lại. Các bạn kẻ nối các điểm vừa đánh dấu thành đường thẳng tâm điểm. Từ đầu điểm ngang mông các bạn vào 4 phân, các bạn lưu ý này, nếu như các bạn cộng với 2 phân may thì từ đầu điểm ngang mông này các bạn phải vào 5 phân. Vì vậy các bạn cứ cộng với 1 phân may thôi, nếu như các bạn thích may đường may to hơn 1 phân thì các bạn lại cắt chừa đường phấn ra như vậy cho dễ. Từ đầu điểm ngang mông chúng ta vào 4 phân này. Các bạn gióng từ điểm 4 phân ra điểm giữa, gióng lên phần cạp giảm đi 1 phân rưỡi. Các bạn kẻ nối 2 điểm lại với nhau. Các bạn chia điểm này ra làm 3 đánh dấu 1 phần 3 lại để vẽ đáy quần trước. Các bạn vẽ đáy quần vào giữa điểm này. Từ đường kẻ phấn các bạn xuống 1 phân để hạ đáy quần trước, các bạn kẻ chéo lên điểm bên sườn. Các bạn kẻ vòng bụng thì sẽ bằng công thức vòng bụng chia 4 cộng 2 phân may. 2 phân may là cho 2 đường may bên đáy quần 1 phân, đường may bên sườn 1 phân và cộng tiếp với 2 phân để may ly. Bụng mẫu là 72 chia 4 cộng 2 phân may cộng 2 phân ly thì chúng ta kẻ ngang bụng 22. Các bạn kẻ nối xuống điểm ngang mông. Các bạn kẻ ống mẫu là 26 thì các bạn chia đều sang hai bên đường thẳng tâm điểm, tức là mỗi bên đường thẳng tâm điểm là 13 phân. Phần dưới ống thì các bạn không cần phải cộng phân may bởi vì cắt quần bao giờ thân sau cũng cắt rộng hơn thân trước và cái phần rộng hơn nó sẽ bù cho cái đường may của thân trước. Các bạn kẻ nối từ điểm ống lên điểm ngang mông. Mẫu quần này là may khóa dấu các bạn nhé. Kẻ túi quần thì từ đường kẻ phấn các bạn vào 3 phân, các bạn xuống 13 phân, các bạn kẻ nối 2 điểm lại. Các bạn vẽ vòng từ đường kẻ ra đường vòng là 0,5 phân để cái phần cửa miệng túi mặc ôm không bị phồng. Các bạn kẻ ly thì các bạn kẻ ly vào giữa cái đường thâm điểm thẳng, kẻ dài ly là 11 phân, kẻ ngang ly là 2 phân. Cái mẫu này là may ly chìm thì các bạn may kiểu bóp nhọn theo cái phần ly kẻ như này.
Như vậy là chúng ta vẽ xong hai thân trước quần. Bây giờ để các bạn cắt ra theo công thức là chúng ta đã có một phân may rồi, các bạn cắt theo đường phấn. Còn nếu như các bạn thích may đường may to hơn một phân thì các bạn lại cắt chừa đường phấn ra. Cắt xong thân trước thì chúng ta sẽ cắt tiếp đến hai thân sau, còn phần túi thì các bạn để như vậy để chúng ta cắt thân sau xong mới cắt cái phần cửa túi và cắt phần vải túi như vậy cho dễ. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt đến hai thân sau. Hai thân sau thì các bạn vẫn gấp hai lần vải như vậy. Các bạn lấy thân trước đặt lên vải thân sau, các bạn đặt thẳng thớ vải, các bạn không đặt chéo. Nếu các bạn đặt chéo thớ vải khi mặc quần sẽ bị vặn ống. Các bạn trải vải thân trước và thân sau phải có độ bằng phẳng đều nhau thì cắt ra mới bằng nhau và đẹp. Đánh dấu điểm này mép thân trước xuống vải thân sau. Góc đáy quần thân trước các bạn cũng đánh dấu xuống thân sau. Từ điểm đánh dấu mép thân trước các bạn lên 1,5 phân, tức là thân trước chúng ta hạ đáy quần 1 phân thì thân sau các bạn dâng lên 1,5 phân. Các bạn kẻ nối sang điểm bên sườn của thân trước. Từ đường ngang mông các bạn xuống 1,5 phân. Từ mép thân trước các bạn ra 6 phân. Từ điểm ngang mông thân trước các bạn xuống 9 phân để xác định điểm đùi. Từ mép thân trước các bạn ra 4,5 phân. Từ điểm ngang mông xuống điểm gấu thì các bạn chia ra làm 2. Từ điểm giữa hai điểm này thì từ mép thân trước các bạn ra 4 phân. Phần dưới ống mép từ thân trước các bạn cũng ra 4 phân. Các bạn kẻ nối từ điểm ống lên điểm giữa. Từ điểm giữa lên điểm đùi. Các bạn vẽ bằng tay từ điểm ngang mông xuống điểm đùi. Các bạn kẻ nối thẳng vào điểm đáy quần chúng ta đánh dấu. Các bạn kẻ từ điểm đáy quần lên phần bụng. Điểm này các bạn cũng chia ra làm 3, đánh dấu 1/3 lại để vẽ đáy quần sau. Các bạn vẽ đáy quần vào giữa điểm này. Vẽ đến đây thì các bạn trải lại thân trước ra, chúng ta cắt xong thì sẽ tính đến vòng bụng thân sau, kẻ ly và cắt túi. Điểm bên sườn thì các bạn cắt theo thân trước. Phần dưới ống các bạn cũng cắt theo thân trước. Điểm trên cạp thì các bạn cắt theo đường kẻ phấn lên 1,5. Các bạn lưu ý riêng đường đáy thân sau khi may thì chúng ta may theo đường kẻ phấn. Khi cắt thì các bạn cắt chừa đường phấn ra, các bạn muốn để cái phần bụng khi mập nới ra được thì bên trên các bạn cắt để to, xuống đến phần đáy các bạn phải cắt nhỏ dần 1 phân để may khớp với cái phần đáy quần thân trước. Xuống điểm ống thì các bạn lại cắt theo đường phấn như này. Các bạn tính vòng bụng thân sau thì sẽ bằng vòng bụng chia 4 cộng với 1 phân may thôi, bởi vì thân sau thì ở đường đáy quần chúng ta đã may theo đường phấn và đã cắt chừa đường may rồi. Vì vậy chỉ cộng với 1 phần đường may bên sườn và cộng với 2 phân để may ly. Bụng mẫu là 72 chia 4 cộng 1 phân may cộng 2 phân ly thì kẻ ngang bụng là 21. Chúng ta cắt theo thân trước là thừa 1 phân. Thì cái điểm 1 phân này các bạn sẽ cắt chia sang hai bên bỏ đi như này, tức là mỗi bên là 0,5 phân để cho nó đều nhau với cái phần quần. Đấy, các bạn cắt đi mỗi bên là 0,5 phân như này. Các bạn kẻ ly thân sau là các bạn cũng chia đôi điểm này ra. Các bạn kẻ dài ly thân sau 11 phân, kẻ ngang ly 2 phân. Các bạn cũng may ly chìm kiểu gót nhọn như này. Ly thì các bạn cũng kẻ sao sang cái thân bên kia như là bên này. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đến cái phần túi quần. Các bạn sẽ cắt cái phần chúng ta vẽ ra như này làm cửa túi. Các bạn cắt vài túi có chiều dài từ 48 đến 50 phân, chiều ngang là 14 phân. Các bạn sẽ đặt may túi như sau, các bạn sẽ đặt phần vài túi ở phía mặt vài của quần. Các bạn may một đường ở phần miệng túi. Khi xong thì các bạn sẽ cắt cái phần vải túi sát vào phần miệng túi. Các bạn lật phần vải túi vào bên trong và các bạn gấp cái phần vải túi lên như này là may xong túi. Mẫu túi này thì cắt nhanh, may dễ và mặc lại đẹp.
Phần cửa tú thì các bạn sẽ may đính lại khi nào mặc thì mới dỡ ra để may ghép cái phần ống và phần cạp cho dễ. Tiếp theo là các bạn sẽ cắt đến phần cạp quần. Các bạn lấy cái phần mặt cong của thước các bạn vẽ theo. Các bạn không có thước cong thì các bạn vẽ cái phần cong lên là 2 phân. Bản cạp là 4 phân thì các bạn cắt vài cạp là 6 phân. Các bạn cắt 4 mảnh như vậy. Sẽ cắt mếch có bản là 4 phân các bạn dán vào và các bạn lấy một mảnh không dán mếch may ghép ở phía bên trong nối vào. Và cái phần mặt cong thì các bạn để ghép vào phần quần. Cách may ghép chi tiết quần thì mình đã có video hướng dẫn, các bạn vào xem video 370. Mẫu quần này là may khóa dấu thì các bạn may đằng trước, bên sườn hoặc đường sau đều được. Cách may ghép mẫu quần này thì rất là nhanh và dễ, quan trọng là các bạn cứ cắt được, đến khi đó thì các bạn sẽ may ghép được một cách rất là dễ dàng. Còn các bạn chưa cắt thì các bạn tưởng tượng cách may cũng rất khó. Và như vậy là chúng ta đã cắt xong mẫu của ngày hôm nay. Và video hôm nay của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, nhấn chuông để cập nhật sớm nhất video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.